Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đà, đoạn qua xã Tà Học, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để. Việc khai thác cát trái phép đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường cũng như cuộc sống của người dân ở đây. Đây là dòng sông Đà đoạn chảy qua cảng Tà Học, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Có thể dễ dàng nhận thấy trên sông lúc này những chiếc tàu đang ngang nhiên hút cát trái phép. Vào lúc cao điểm có đến 6 tàu hút cát cùng hoạt động, tiếng máy móc nổ vang cả một đoạn dài. Mỗi ngày hàng trăm khối cát ở đây đã bị hút lên và dòng sông cũng vì thế mà biến dạng, ảnh hưởng theo. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng khai thác cát trái phép này đã diễn ra từ nhiều năm nay. Những người tham gia khai thác cát đều từ các nơi khác về đây. Ngoài ra còn có hai điểm tập kết cát do hai doanh nghiệp đứng ra tổ chức hoạt động. Tình trạng khai thác cát trong địa bàn xã Tà Học đã xảy ra mấy năm nay, đã được các cấp các ngành vào cuộc. Nhưng sau khi xử lý xong thì các hộ gia đình cũng như là cá nhân khai thác vẫn tiếp tục tái diễn và sử dụng. Và đến hiện tại bây giờ thì các đồng chí đã nhìn thấy thực chất ra là cái tình trạng khai thác là một cái vấn đề bức xúc trong bà con dân, nhất là các bản dọc theo tuyến đường quốc lộ. Trên khu vực sông Đà đoạn chảy qua xã Tà Học, ngoài những chiếc tàu hút cát loại nhỏ thì còn xuất hiện một chiếc tàu cuốc cỡ lớn, có công suất lớn gấp hàng chục lần tàu nhỏ để hút cát. Mỗi ngày lại có hàng trăm lượt xe tải chở cát chạy qua con đường chính dẫn đến xã Tà Học. Những chiếc xe tải quá khổ quá tải này ngày đêm thay nhau quần nát con đường này. Do vậy, cuộc sống của người dân ở đây đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tây bản, tây mương, hợp với dịch Việt Nam mà. Xe tải chở cát chạy cả ngày đêm, rất ồn ào, hỏng hết cả đường xá, đi lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân. Hai ba năm gần đây thì là có tàu vào hút cát này, rồi là có xe chở quá khổ quá tải đi qua đường, qua bản, qua làng, qua bản, thế là làm ảnh hưởng rất là nhiều đối với nhân dân. Và từ cái ảnh hưởng đó thì là dân cũng rất là lo. Thì từ cái hút cát này xong là đến xe chở quá khổ quá tải này đi là hỏng hết đường, xong là dân đi lại, xong là rơi bãi ở đường, dân đi là rất là khó khăn, rất là phức tạp. Thế là qua cái khó khăn đó thì là cái sự mong muốn của nhân dân bản Hậu chúng tôi ấy, cũng mong muốn rằng thì làm thế nào để chấm dứt được các tàu hút cát và xe chở quá khổ quá tải. Trước tình trạng khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như cuộc sống của người dân, chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền của huyện Mai Sơn để xử lý. Tuy nhiên, mỗi lần đoàn kiểm tra của huyện vào làm việc thì các tàu hút lại ngừng hoạt động. Do vậy, đến nay vẫn không có biện pháp nào để ngăn chặn triệt để việc khai thác cát trái phép. Mặc dù đã được các cấp các ngành vào cuộc, nhưng mà tình trạng khai thác cát cũng như là vàng ở trên sông Nà, xã Tà Học và vận chuyển qua tuyến đường thì vẫn xảy ra bình thường. Nguyên nhân để xử lý dứt điểm tình trạng này thực chất ra là các cấp các ngành bây giờ là vào cuộc, là tuy đã có nhưng mà để có một cái biện pháp gì hữu hiệu cũng như là vào cuộc mạnh thêm thì là đến hiện tại bây giờ là cũng chưa có. Khoáng sản tự nhiên là nguồn tài nguyên của quốc gia. Việc khai thác trái phép không chỉ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường mà còn làm thất thu nguồn thuế của nhà nước. Vì vậy, các cơ quan chức năng của huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La cần sớm có biện pháp xử lý kiên quyết để từ đó ngăn chặn triệt để việc khai thác cát trái phép cũng như ổn định cuộc sống của người dân địa phương. Quá trình chơi huê, nhà cái không công khai cho biết mỗi giây có bao nhiêu người chơi, với số phần là bao nhiêu và mỗi kỳ sổ huê được bao nhiêu phần. Việc chơi huê với liên không có giấy tờ sổ sách chứng nhận của cả hai bên. Khi sổ huê không nhất thiết phải có mặt đầy đủ, nếu ai vắng mặt